Ly kính chào quý vị. Ly mời quý vị nghe. Ly sẽ đọc quảng cáo dùng cho trang Thanh niên Công giáo nha quý vị. Đây là những cái mà Ly vô trong trang Thanh niên Công giáo, Ly đọc cho quý vị nghe. Họ viết: thưa quý vị, mừng ngày cướp chính quyền về tay Đảng. Hôm nay toàn Đảng ăn mừng về một thắng lợi vĩ đại của vụ cướp vô cùng to lớn và trắng trợn cách đây 75 năm, đó là cướp chính quyền. Phải thừa nhận rằng tại Việt Nam, từ ngày chính quyền về trong tay Đảng, các thể loại cướp đều bị lên án, phản đối và thậm chí bị bỏ tù, bị tử hình. Riêng cướp chính quyền là được toàn Đảng nhiệt liệt chào mừng và pháp luật công nhận. Người thủ lĩnh vụ cướp này trở thành lãnh tụ vĩ đại, ý là mỉa mai Bác Hồ là thủ lĩnh của vụ cướp. Quý vị thấy mất dạy không? Người thủ lĩnh vụ cướp này trở thành lãnh tụ vĩ đại, anh minh và sống mãi trong lòng băng cướp. Quý vị nghe cho kỹ này mà lên án nhé. Vậy nên cũng từ ngày đó mà chính quyền tự động trở thành tà quyền vì họ có được nhờ cướp. Đó, bài này viết vào ngày 2 tháng 9 năm 2020 thưa quý vị. Và bài 2: cảm ơn cha Nguyễn Văn Hưng vì đã lắng nghe ý ngay lành. Sau khi giáo xứ Tâm An, tức là họ 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 lên án cái việc treo cờ đỏ quý vị. Sau khi giáo xứ Tâm An thuộc giáo phận Xuân Lộc làm hang đá có để cờ đỏ sao vàng rất phản cảm, quý vị nghe cho rõ nhé. Có để cờ đỏ sao vàng rất phản cảm, cộng đồng đã liên tiếp bày tỏ thái độ không đồng ý, không đồng tình với cách đưa cộng sản vào nhà Chúa. Nhà Chúa ở đâu? Nhà Chúa bên La Mã, rước nó về bên dùng. Ở đây là nhà của cộng sản, đất đai của cộng sản, nghe chưa? Bọn con chiên vong nô phản quốc có truyền thống. Với cách đưa cộng sản vào nhà Chúa như vậy, dù vô tình hay cố ý, thật là vui khi linh mục quản xứ Tâm An là GP Nguyễn Văn Hưng đã cho bà con bỏ chiếc cờ đỏ sao vàng, vui vì ý ngay lành của cộng đồng đã được đón nhận. Cái ý này không phải ý ngay lành mà ý gian manh xảo ác quỷ quyệt, ý ý ý vong bản phản quốc của cái bọn tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo. Nói mà không biết mắc cỡ, xấu hổ quá đi. Thật là vui khi linh mục quản xứ Tâm An là GP Nguyễn Văn Hưng đã cho bà con bỏ chiếc cờ đỏ sao vàng. Vui, chúng mày càng bỏ càng mừng. Chúng mày càng bỏ càng cho người dân thấy chúng mày là những kẻ sống tạm dung trên chính quê hương Việt Nam này. Chúng mày là coi chúng mày là công dân của La Mã. Vui vì ý ngay lành của cộng đồng đã được đón nhận. Đối với những người hiểu biết thì việc Đảng Cộng sản muốn thâu tóm khuynh loát đạo Công giáo là cả một chủ trương, chứ không phải vô tình hay đoàn kết gì đâu. Làm gì có đoàn kết với chúng mày chỉ có tiêu diệt, thế thôi, ngắn gọn. Khi nhìn vào Phật giáo hiện nay là biết, nhìn sang Trung Cộng là hiểu. Hậu quả ra sao khi Đảng Cộng sản nắm trọn quyền trong tay hàng ngũ chức sắc, nắm trọn quyền trong tay hàng ngũ chức sắc? Chờ đi các con, chờ đi. Rồi cộng sản sẽ làm một trận Điện Biên Phủ, nói như linh mục ông gì mà nói: hãy toàn dân Việt Nam hãy làm một trận Điện Biên Phủ Thiên Chúa giáo đó. Bài thứ hai nha quý. Bài thứ ba: Đảng thương dân như Trung Quốc thương Việt Nam. Họ mỉa mai cái tựa thôi, Ly chỉ viết cái tựa thôi. Bài 4: chính quyền đã biến thành tà quyền cường quyền lâu rồi ạ. Quý vị thấy họ sống trên đất nước Việt Nam, họ lập ra một cái trang gọi là Thanh niên Công giáo. Họ 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 công khai thẳng thắn, họ công khai trắng trợn, nói chửi chính quyền là tà quyền, là
cường quyền lâu rồi à? Là quý vị thấy họ có coi người dân Việt Nam, họ có coi chúng ta ra gì không, mà chúng ta nói thì nói là gây mất đoàn kết, nói là đi ngược với chủ trương đường lối. Ai đang đi ngược với chủ trương đường lối thưa quý vị? Nó viết nè: chính quyền đã biến thành tà quyền cường quyền lâu rồi ạ. Dân kêu cứu không nghe, nhăm nhe quà cứu trợ. Chính quyền lũ man rợ, ăn trên xác đồng bào. Quý vị cứ nghĩ coi, nếu như không có những chính quyền đưa phương tiện như là bo bo nọ kia ra, rồi lính tráng bộ đội công an lực lượng hùng hậu, có rất nhiều người phải hy sinh như vậy. Quý vị nghĩ coi, lúc lúc mưa bão có ai muốn cho chồng con mình rời khỏi gia đình không? Thế mà chúng nó cái thứ gọi là ăn cháo đái bát, thứ ngậm máu phun người. Rồi quý vị nghe nha, ca sĩ Thủy Tiên bắt đầu gặp nguy hiểm khi chưa được đảng cho phép đi cứu trợ đồng bào lũ lụt. Quý vị thấy Thủy Tiên có gặp khó khăn gì không thưa quý vị? Mà hên là Thủy Tiên là một Phật tử ấy nha. Thủy Tiên là một cái người dân Amen nữa thì chịu không thấu rồi, chúng nó tung lên tận mây xanh, nó nổ banh nhà lồng. Tiếp theo quý vị, chủ trương lớn của đảng là vậy, một tay cầm tiền và tay kia cầm dao đâm sau lưng. Thủ tướng Nhật không chỉ sang thăm thôi mà còn mang theo rất nhiều hàng cứu trợ cho bà con đang bị ngập lụt tại miền Trung. Vậy mà tuyên giáo vẫn tiếp tục chiếu phim kích động dân chống phát xít Nhật. Cái này thì Ly chưa kiểm chứng. Rõ ràng đây là chủ trương cung cúc nghe lệnh đàn anh côn đồ lưu manh Trung Cộng mọi lúc mọi nơi đó, nó ngậm máu nó phun người, thấy không quý vị? Nghe hay không nghe thì chúng nó thấy rõ, nhưng mà chúng nó sủa để lấy tiền quý vị. Chúng nó sủa vì bản chất của chúng nó là vậy rồi. Việt Nam nghe Trung Cộng hay không nghe Trung Cộng, đánh Trung Cộng hay là bán nước thì chính chúng nó mới là kẻ bán nước, chính chúng nó mới là tay sai ngoại bang, chính cái tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo ấy. Nền giáo dục trước Cộng sản đã sinh ra Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh. Ly đang còn ho thưa quý vị. Nó viết nền giáo dục trước Cộng sản đã sinh ra Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh vân vân. Tại sao Đảng Quang Vinh mà đẻ toàn quan tham và gian ác? Xíu nữa Ly sẽ trả lời quý vị ha. Đến bao giờ con dân nước Việt được trở về với nền giáo dục không cộng sản? À, nó hỏi vậy. Rồi ước gì lãnh đạo cộng sản cũng biết cúi đầu nguyện cầu Chúa. Chúa là thằng chất treo, Chúa là thằng con hoang bị lột trần truồng, đóng đinh vào thập ác. Chúa là một thằng thằng chết treo, treo lủng lẳng ở 2000 năm nay. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam có cúi đầu để cầu nguyện thì cầu nguyện tổ tiên, con lạc cháu hồng rồng tiên, cầu nguyện những anh linh anh hùng liệt sĩ, cầu nguyện Bác Hồ, cầu nguyện tổ tiên lạc hồng, chứ không cầu nguyện một cái thằng, chỉ có cái lũ vong bản phản quốc mới đi cầu nguyện một cái thằng con hoang chết treo bị đóng đinh treo lủng lẳng trên thập ác, nghe chưa, cái lũ vong nô phản quốc, nghe cho rõ. Nó viết tiếp thưa quý vị, đi ngồi đi ghi ra mấy hôm nay. Ở đây Ly sẽ cho nó thấy nè, chúng mày banh lỗ tai ra nghe chị mày dạy nè. Thằng cha, thằng chó giáo hòn mà chúng mày coi như là ông có nổi á, nó tên là Francis, vừa thừa nhận rằng nhiều nữ tu đã bị linh mục sử dụng làm nô lệ tình dục, nhục chưa? Hoa Kỳ nhá, chỉ một bang thôi mà đã có hơn 300 chúa dưới trần lắp đít hơn 1000 đứa trẻ. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì còn nhiều hồ sơ bị chính Vatican, bị giáo hội Mỹ tiêu hủy và nhiều nạn nhân không dám tố cáo. Rồi đây là một câu nói của Văn Hào Voltaire nói về tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo. Kitô giáo là tôn giáo lố bịch nhất, vô lý nhất và đẫm máu nhất, lầm nhiễm độc thế giới. Trong suốt 1700 năm, Kitô giáo không làm gì khác ngoài gây hại cho nhân loại.
ra người Anh. Cuốn Tân Ước dạy chúng ta những gì? Tin là Đấng toàn năng phạm tội lăng nhăng với một người đàn bà đã có chồng và tin vào cái chuyện lăng nhăng này gọi là đức tin. Chính thằng Chúa Giêsu hiếp dâm mẹ nó, đẻ ra chính nó. À, nó vào ba vai một, gọi là ba ngôi đó. Vừa là chồng, vừa là cha, vừa là con của con mụ trinh bằng đồng. Rồi đây là xuất Ai Cập 12. Vào nửa đêm, nghe lời thằng Chúa nói nè. Vào nửa đêm, Chúa giết các đầu lòng trong xứ Ai Cập, từ con đầu lòng của vua trên ngôi cho đến con đầu lòng của tù nhân ngồi trong khám. Ngoài ra, con đầu lòng của thú vật cũng bị Chúa giết nốt. Vua, các quần thần và toàn dân Ai Cập thức giấc nửa đêm vì nhà nào cũng có người bị giết, cả xứ vang tiếng khóc thê thảm. Bị giết là do thằng chết treo giết á, ta theo Kinh Thánh ấy nhỉ, theo xuất Ai Cập ấy nhỉ. Bởi vậy thằng giáo hòn từng ban cái gọi là phép lành cho nhiều loại, quý vị nghe không, vũ khí mà nó còn ban phép lành cho Chúa, cho vũ khí, thì quý vị thấy cái tà đạo này nó có gọi là một cái tà đạo mà nó nhảm nhí kinh khủng luôn. Đi ban phép lành cho vũ khí đã rồi, bây giờ đi xin lỗi. Cấm hôn nhân đồng giới đã rồi, bây giờ cho. Cấm thờ cúng ông bà tổ tiên thì bây giờ lại không cấm. Một cái tà đạo mà cứ lật như bàn tay này, gọi là khoa học tiến tới đâu nó lùi đến đấy để tồn tại. Nó giống như con tắc kè thôi quý vị, như con tắc kè biến đổi màu để tồn tại trong xã hội, nếu không nó sẽ bị giết chết. Hai chủ chăn ở Chicago, Mỹ đã bị cảnh sát thó cổ khi hai chủ chăn này đang thổi kèn dương cụ cho nhau giữa công cộng ở trên xe hơi. Quý vị thấy nhục chưa? Rồi tiếp tục, đây là trích một cái lời thề của dòng tên mà trong đó là thằng gián điệp đầu sỏ Alexander Roth là giáo sĩ dòng tên, nghe nha quý vị. Trong mọi trường hợp nếu có dịp, con sẽ tạo ra chiến và tham chiến một cách bí mật hay công khai để chống lại chính quyền và tất cả những kẻ dị giáo, tin lành và tự do. Khi được lệnh thi hành, con sẽ tàn nghe những lời của cái bọn tà đạo, nó khủng khiếp lắm thưa quý vị. Nó dã man hơn cả bọn IS thưa quý vị. Bởi vậy IS nó tràn vào, nó chặt đầu con chiên mới đây là vậy đó. Vậy nhưng mà trước khi thông báo cái tin là bị khủng bố tràn vào nhà thờ chặt đầu con chiên, nhưng mà lao đít tao Giêsu, ngợi khen Giêsu lau sạch đó. Khi được lệnh thi hành, con sẽ tàn sát và triệt hạ tận gốc những tên này trên khắp địa cầu. Con sẽ không chừa một ai, bất kể tuổi tác, nam hay nữ hay quan hệ xã hội. Và con sẽ treo cổ này, thiêu sống, luộc sống, mổ bụng, xiết cổ và chôn sống những kẻ dị giáo. Bởi vậy có một thằng giáo hòn á, dám há miệng ra nói là nếu bố tôi là dị giáo đồ, tôi cũng sẽ chụm củi thiêu sống ông ta, rồi là vậy đó quý vị. Dị giáo ô nhục đó phanh bụng moi bào thai của vợ con chúng và quật đầu trẻ sơ sinh vào tường để tận diệt vĩnh viễn cái giống đáng ghét ấy. Đó là trích trong một cái đoạn, đích trích đoạn trong lời thề dòng tên nha quý vị. Và đây là thư của cụ Đỗ Mậu, một cái ông tướng mà cung cúc phục vụ chế độ Việt Nam Cộng Hòa và sau đấy qua Mỹ. Đây là thư của ông Đỗ Mậu cùng với ông Lê Trọng Văn, ông Nguyễn Kha vân vân gửi cho thằng chó giáo hòn John Paul II nhé. Trải qua gần 500 năm theo đạo, tiền nhân của chúng tôi đã có nhiều vị tử đạo. Tuy nhiên chúng tôi không lấy điều đó làm vinh dự. Trái lại, chúng tôi coi đó là niềm đau xót lớn lao, phải nói là niềm nhục nhã thì đúng hơn. Vì các tiền nhân đã phải đổ máu vô ích cho một thứ tà đạo mà cả loài người ngày nay đang lớn tiếng nguyền rủa nó. Đấy là lời của cụ Đỗ Mậu nha quý vị. Và đây là một trong những lời nguyền rủa của một người ở trên mạng mà Lia thấy hay. Đốt nhà thờ thì tôi không dám đốt,
đốt sẽ tù, ngu sao đốt. Nhưng đây cái tà đạo của quý vị mà đến nỗi người ta khinh bỉ nó hơn, người ta tiếc nó hơn, tiếc nó cả một cái bãi nước tiểu luôn nè. Đốt nhà thờ thì tôi không dám đốt, đốt sẽ tù, ngu sao đốt. Nhưng nếu tôi có dịp đi qua một cái nhà thờ gặp lúc nó đang bốc cháy thì tôi sẽ lẳng lặng đi luôn, không gọi cho cảnh sát, cũng không gọi cho xe chữa lửa. Và nếu lúc đó tôi có mắc đái thì tôi cũng không đái vào ngọn lửa để cho nó cháy. Và đó cũng là tâm trạng của Ly, đó là mong muốn của Ly nhé quý vị nhé. Và đây là lời kinh thánh này, lời Chúa này, trong Luca này 11:9-10, tức là chương 11 câu 9 câu 10. Chúa Giêsu phán này, không phải Chúa mà thằng chết treo phán, xin lỗi. Hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm sẽ trong lúc tìm kiếm, cho nên câu đó là câu của thằng chết treo nha quý vị. Cho nên trong lúc tìm kiếm hài cốt của một thiếu nữ mất tích, chính mất tích người thân trong tòa thánh quý vị. Cô này mất tích lúc 15 tuổi ở Vatican vào năm 1983. Thì sau đó cảnh sát đã phát hiện hàng ngàn hài cốt của các trẻ em vô thừa nhận trong các nghĩa trang và cả trong các bức tường tòa thánh Vatican. Và người ta nghi ngờ đây là những trẻ em do nữ tu bị linh mục hãm hiếp dẫn đến mang bầu, và chính các linh mục ép họ phá thai hoặc giết chết rồi chôn giấu ở những nơi này để phi tang, thưa quý vị. 4.400 trẻ em là nạn nhân bị 1.880 linh mục lạm dụng tình dục tại trường học và mái ấm thuộc đạo Công giáo Úc từ 1950 đến 2010. Có tổng cộng ở Úc á, là chỉ lấy đây là chỉ phần nổi của tảng băng chìm, mà có 1.880 chúa dưới trần. Quý vị nên nhớ kinh thánh dạy nè, linh mục là đại diện của Chúa trên trần. Linh mục nói hay làm là đang làm và nói thay cho Chúa. Là con chiên thì không được nói hành, nói tỏi linh mục. Cho nên á, linh mục có hiếp dâm vợ hay hiếp dâm con thì cũng coi đấy như là Chúa Giêsu đang ban phép lành. Chúa Giêsu đang hưởng cái nhiệm màu của Chúa Giêsu, thấy gớm vãi linh hồn cho cái tà đạo mà đúng như ông Đỗ Mậu nói, ngày nay cả loài người đang lớn tiếng nguyền rủa chúng mày. Cho nên nhà thờ bị đập phá, bị đốt, tượng bị đập gãy đầu, thậm chí vào trong nhà thờ trét phân thành cái hình thập ác. Đó, thấy nhã chưa các con? Nhà thần học người Đức thì nói thưa quý vị, Công giáo còn là một tôn giáo gây nhiều tội ác nhất cho nhân loại, đến độ tất cả những tội ác của các ý thức hệ thế tục hay tôn giáo khác trên thế giới, kể cả của Hitler và Stalin cộng lại, cũng sẽ trở thành mờ nhạt trước tội ác của Công giáo. Và ông nói thêm rằng, người nào chưa bao giờ thấy mình căm phẫn Kitô giáo thì chưa bao giờ thực sự hiểu về Kitô giáo. Đây là và chứng minh nè, Kinh Thánh Matthew nè, chương 10 câu 34 đến 36. Đây là lời thằng Giêsu chết treo nói nè. Chớ tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải đem lại sự bình an, mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn. Đó. Cho nên, tổng cộng mà Ly thấy, nhiều sách viết á, tổng cộng trong Cựu Ước nha quý vị. Nhưng mà Cựu Ước này chúng nó thường là ai mà đọc Cựu Ước rồi là thù, là kinh tởm cái tà đạo này. Tổng cộng trong Cựu Ước, thân Chúa đã trực tiếp giết 371.186 người
và đã ra lệnh giết chết 1.862.265 người. Trong cựu ước nha, viết rõ ràng nha, đứa nào dám ẳng là con Trần Ly này phỉ báng thì hãy vả vào vặt mình và về về đốt bỏ nhà thờ, đốt bỏ kinh thánh đi, rồi đừng có amen amen nữa nhé. Đây là trong kinh thánh nói nhé. Điều răn thứ năm trong 10 điều răn của tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo thì nói không được giết người, nhưng Đức Chúa Cha Jehovah lại có quyền tàn sát dã man 371.186 người và ra lệnh giết 1.862.265 người. Amen. Kinh Thánh lời Chúa xuất hành chương 20 câu 5: Vì ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của người là một vị thần ghen tuông. Đối với những kẻ ghét ta sẽ phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Đó, thằng chết treo nó nói vậy luôn đó nha. Cha, linh mục là đại diện Chúa dưới trần. Cha nói hay làm là đang nói và làm thay Chúa. Phải coi cha như Chúa, nhưng riêng một bang ở Mỹ đã có hơn 300 chúa dưới trần lắp đít trẻ con, hiếp cả những trẻ con câm điếc luôn thưa quý vị. Có một nữ tu người Nhật mà giúp đỡ những, chắc là bị ép buộc, giúp đỡ các linh mục hiếp dâm 20 trẻ em khiếm thính, và lũ này đều đã bị tóm hết rồi thưa quý vị. Chúng nó không biết nhục. Đúng ra chúng mày biết nhục á, là chúng mày phải biết xấu hổ, chúng mày phải tự thấy, không dám cho người đời thấy chúng mày là người dân amen, mới là người có lương tâm, mới là người có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của bọn này chó ăn hết rồi. Chưa hết thưa quý vị, vừa rồi có ít nhất 5 hồng y bị bắt vì tội lắp đít trẻ con, mà có thằng mà ly úp lên mà cảnh sát bắt này là nằm xỉu ra, phải khênh như khênh một con heo nái á, thưa quý vị. Học giả Charlie Nguyễn nói: bề ngoài người Công giáo là người Việt Nam, nhưng xin đồng bào chớ nhìn vào ngoại hình của họ mà lầm to. Linh hồn Công giáo Việt Nam đã được bán đứt cho quỷ sứ đế quốc La Mã từ lâu rồi. Các sách kinh Công giáo đã biến mỗi người Công giáo Việt Nam sùng đạo thành một tên Việt gian chân chính. Và đây mời quý vị nghe một bác này ở trên Facebook của Ly. Bác vô bác nói với Ly này: nói thật lòng ngày xưa không thích Cộng sản, giờ thì khác. Bác ý vô bác thú nhận. Ly mới nói này, nói bác nhưng mà bác ý nhỏ tuổi hơn Ly một tuổi. Ly mới nói nè, Mỹ là Cộng sản noi nè. Thì bác ý nói nè, bạn ý nói nè, nếu Cộng sản không thắng Việt Nam Cộng Hòa thì ngày nay đất nước Việt Nam sẽ thành Thiên Chúa giáo. Giờ cảm ơn Cộng sản đã tiễn Việt Nam Cộng Hòa cũng như tà giáo Thiên Chúa về đúng nơi nó đã sinh ra. Thế Ly mới nói, thế bác nói, bạn nói tiếp. Nói cách đơn giản, Thiên Chúa là bọn phản quốc, cái đám chóp bu Việt Nam Cộng Hòa toàn Thiên Chúa giáo. Nếu trở lại ngày xưa, tôi cũng theo Cộng sản chống lại bọn này. Bác nói tiếp, rất nhiều người Việt Nam chưa hiểu được việc này. Ly mới nói nè, bố Mỹ và bác ruột của Mỹ đều là đảng viên và đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hai cụ để lại vợ quá trẻ và một bầy con mồ côi. Đó chỉ là một trong những sự mất mát hy sinh của bao người dân Việt Nam để đuổi cổ cái tà đạo khốn nạn Thiên Chúa giáo. Thì bác ấy bảo với Ly này, nhờ những anh hùng liệt sĩ ngày nay, Việt Nam có hòa bình, cái thứ quý giá nhất tôi được hưởng. Cảm ơn các anh hùng liệt sĩ. Ly mới nói nè, xong rồi bạn ấy nói tiếp, tôi từng là một con chiên, tức con chó. Giờ thì thù cái tà giáo khốn nạn này lắm. Nó lừa ông bà tôi bao đời nay. Giờ tôi sẽ chung tay kết thúc nó cũng như những kẻ phản quốc.
nhưng linh như linh mục Trần Lục lũ cặn bã. Xong Ly mới nói là cựu trùng sinh Bùi Châu Phát Diệm, học giả Cha Lê Nguyễn viết. Ly mới nói với bác ấy đó, cựu trùng sinh Bùi Châu Phát Diệm, học giả Cha Lê Nguyễn viết trong Công Giáo và viết trong cuốn Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm như sau: hơn ai hết những người Công Giáo tỉnh ngộ muốn phá sạch, đốt sạch cái giáo hội đã phỉnh gạt họ. Thế bác ấy nói dẹp luôn cái tà giáo cho khỏe. Thế Ly mới nói dạ em rất quý em Ly mới nói nhà mình một bác cũng là con chiên vô nói nè, Chúa làm lũ lụt tàn sát dân lành, Chúa ác độc hơn ác thú. Đây là một con chiên đã tỉnh ngộ nha quý vị ở ngoài Hà Nam á. Dân tộc mình có câu cọp dữ không ăn thịt con, vậy chóa ác hơn cọp rồi. Xong cái bác mà cái bạn mà nói kém Ly tuổi nè, bọn ta giáo Thiên Chúa luôn muốn đất nước bất ổn, cộng sản sụp đổ để Thiên Chúa giáo lên ngôi, hoang tưởng. Tôi dám khẳng định còn Phật giáo thì bọn ta giáo đừng mơ, nếu hy sinh cho đất nước, cho Phật giáo, tôi xin đi đầu. Là một con chiên tỉnh ngộ đó quý vị. Thế là Ly mới nói nè, nếu nhà nước, cái bác Nguyễn Văn Vân ở Hà Nam nè, nếu nhà nước cho phép thì không còn thằng nào luôn. Cái bác đó mới nói với bác Nguyễn Văn Vân, rất vui được kết bạn với anh chị. Mơ một ngày đẹp trời như thế, tức là tiêu diệt tà đạo đó quý vị. Cái Ly mới nói nè, anh Nguyễn Văn Văn cũng chung cảnh với bác đấy, tức là cùng chung cảnh là con chiên tỉnh ngộ bị lừa bịp bao nhiêu lâu nay ấy. Thế bác ấy mới nói nè, mẹ nó chứ, gì ngày xưa không có internet nên nó lừa ông cố tôi theo nó. Thế cái bác nói tiếp nè, cả nhà niềm tin vào thằng Ly mới hỏi là giờ cả nhà bác giúp được chưa hay chỉ mình bác? Em biết nhiều người chán nhà thờ nhưng họ bị lũ quả đen gây nhiều khó khăn trong cuộc sống đó bác. Thì bạn ấy nói cả nhà niềm tin vào thằng chết treo đã giảm, bù lại tôi bị áp lực ghê lắm, dùng nick này là biết rồi. Bác ý dùng nick Giêsu Giuse Maria. Thế cái bác Nguyễn Văn Văn mới nói nè, nếu nhà nước cho đập khỏi truy tố, mình sẽ làm nhiệt tình luôn. 63 mùa khoai sọ nhưng vẫn cân vài thằng 60 kg đo ván nha. Cái bạn Giêsu Giuse Maria viết, cháu thì 47 mùa khoai sọ sẽ chung tay với chú. Ly mới nói là em cũng vậy, chỉ cần nhà nước bật đèn xanh thì em xung phong trước tiên. Rồi bác Vân đó mới nói nè, ok mình thì ứ sợ, mặc dù cả mấy làng nguyên người thân không à, tức là đi theo đạo hết á, nhưng mình tuyên bố cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, không con học thóc vay, cơm nặng áo dây ứ sợ cha con nhà nào, tôn trọng quý mến đến chơi thường, bằng không một năm tới một lần, không vay mượn nhờ vả khỏi phải nghĩ, mai chay cưới hỏi nay người mai ta, không thì tạch, anh em kiến giả nhất phận, cha mẹ đoàn tụ cùng ông bà rồi, lập bàn thờ mời các cụ ngự tại gia, dỗ chạp hàng năm, bảo anh em con cháu đứa nào về thì tiếp đón đàng hoàng, còn không cũng chẳng phải năn nỉ nhẹ đầu. Anh này anh ấy cả nhà anh vẫn theo, riêng anh bỏ, cho nên anh nói vậy đó quý vị. Đó, là gửi đến những con chiên ở trang Thanh Niên Công Giáo, một lũ vong bản phản quốc, chúng mày chỉ ẳng vậy thôi, đảng cộng sản càng ngày càng dân được tin yêu, và chúng tôi sẽ tiêu diệt, chúng tôi sẽ thay đảng cộng sản tiêu diệt cái tà đạo này
rất sớm. Hứa. Kính chào quý vị.